Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa cái lò nướng này. Nó bị hiện tượng là cắm điện vào ấy thì nó có quay mà nó không nóng, không sáng. Cắm điện vào. Nó có báo nguồn nha. Bật này. Bật lên này. Đấy, nó có quay. Quạt của quay rơi này có đóng tạch một cái mà ngược lại đèn không sáng nhá. Giờ mình tắt đi này. Đấy, tắt đi thì rơ đen nó cũng ngắt tạch một cái, nên mở ra này. Nó hay ra ngoài luôn. Không nóng các bạn ạ. Sau đây là không nóng này. Bây giờ mình cho nằm cho các bạn dễ quan sát nhá. Vẫn đang cắm điện nhá, vẫn đang cắm điện và nguồn đây là vẫn báo đây nhá. À, nó ngắt rồi, mở cái này ra nó ngắt rồi này. Bây giờ mình phải ấn được cái công tắc an toàn này thì nó mới. Đây, mình sẽ ấn được công tắc an toàn này nhá. Công tắc này là khi mình đậy nắp vào là cái này này, nó đè vào đây. Có một cái mấu này, nó sẽ đóng điện ở chỗ này. Nó ấn vào kia nó đóng điện, cái công tắc này thì cái này nó mới có điện, nó mới hoạt động nhá. Bây giờ mình ấn thử này. Là đây mình bấm thả ra này. Này. Mình bấm công tắc mình giữ đây nhá, xong mình sẽ bấm ở trên này. Công tắc giữ đây này. Coi như đóng điện này, đấy nó kêu tít là đóng điện đây này. Mình sẽ giữ đây nhá, xong mình bấm chỗ này này. Chỗ này nó đang là nó báo là có điện nhá, mình bấm này. Bấm nút nguồn này cho nó chạy luôn nhá. Đấy, quạt chạy nhá. Chỗ này đóng tạch một cái nhá. Mình nhìn đây nhá. Quạt có quay nhá, mà đèn không sáng nhá. Sờ thử đây. Các bạn quạt có quay. Rồi mình thả ra này, thả công tắc này ra nhá. Thả công tắc này ra này. Nó sẽ ngắt điện. Đấy, ngắt điện là quạt dừng luôn. Đấy. Rồi, như vậy là cái hiện tượng bệnh là gì? Đèn này không sáng này. Và không nóng. Đấy. Cái đèn này chính là cái đèn để đốt nóng ấy, đốt nóng thức ăn trong này đấy, nhưng mà nó không nóng. Bây giờ mình sẽ đấy, mình đóng vào thì nó lại đấy, rồi tắt đi này. Rồi, như vậy là mình sẽ rút điện ra, mình tháo và kiểm tra. Thì theo cái kinh nghiệm của mình ấy, tất cả các nút này nó đều bình thường nhá, hiển thị bình thường này và quạt bình thường, mỗi cái chức năng đèn đốt nóng này nó không nóng mà nó không sáng. Thì theo kinh nghiệm của mình sẽ phân loại, đầu tiên là do cái bóng này, có thể là dùng lâu ngày nó đến tuổi thọ ấy, hết tuổi thọ nó đứt sợi tóc vào trong, nên là bây giờ nó không sáng, nó hỏng, có những bóng nó hỏng. Bây giờ mình tháo ra, mình thử nhá. Theo kinh nghiệm của mình, vì cái mạch kia thì nó ok này, cái mạch nó báo ok và rơ ne có đóng điện tạch một cái mà cái này nó không sáng, không nóng, thì theo kinh nghiệm của mình loại trừ luôn nhá, là lỗi do cái bóng này. Kinh nghiệm của mình đấy, giờ mình sẽ tháo ra để chứng minh cho các bạn xem. Đây, mình xin lấy hẳn cái nắp này ra nhá. Đây mình sờ bóng này, không có tí nóng nào nha. Đấy, tháo luôn. Đây còn mấy cái, đây có ba cái vòng để giữ cái bóng ấy, cố định cái bóng ấy, mình sẽ bày nó ra để lấy nó ra. Đây nó có cái cá ấn nó xuống thì rút nó ra được. Đấy, bày cái này ra, ấn cái nãy này xuống. Đấy, bây giờ mình sẽ kiểm tra bóng này. Ở đây nếu mà các bạn tháo hẳn cái này ra để mà rút cái đầu dây ra thì các bạn dễ kiểm tra hơn, nhưng mà mình xác định đây là cái bóng nào hỏng. Đấy, mình sẽ cắt ra luôn nhé. Vì mình xác định nó hỏng, mình sẽ cắt luôn để đi mua về thay.
Đấy, cắt luôn nhá. Bây giờ mình sẽ chứng minh cho bạn xem là mình sẽ cắm cái này trực tiếp vào điện xem nó nếu nó sáng hay không nhá. Đây mình sẽ dùng cái đây cái kẹp này, cái phích này kẹp vào đây xong mình cắm vào kia. Còn này ra đây. Mình cạo đây này, cạo đi để nó lòi cái kim loại này. Đấy, kim loại dẫn điện vào lại. Kẹp hai đầu nhé. Rồi, cắm vào đây. Mình phải tắt điện thì đã, tắt cái tắt công tắc đi đã nhá. Đấy, tắt đi xong mình sẽ cắm vào. Đấy, mình cắm vào nhá, mình sẽ bật công tắc lên. Đấy. Đấy, nó chụp trước rồi tắt này. Đấy. Đấy, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Không ai nhìn rõ. Đấy. Đấy, nó chụp chớp. Đấy, nó chụp chớp rồi tắt luôn nhá. Đấy, để lâu rồi. Đấy, nó không còn chớp nữa. Đấy. Đấy, không còn chớp tí nào nữa. Mà không sáng không chớp nhá. Rồi. Vậy chứng tỏ là cái sợi đốt ở trong này đấy, nó bị đứt đấy, lâu ngày nó mới bị đến tuổi thọ đứt rồi, mình sẽ phải mua về mình thay. Đây mình mua về mình thay. Đây trên này nó ghi rõ đây này, mình sẽ cho bạn xem nhé, mình sẽ phóng to bạn xem này. Đây nhá, đây là cái thông số của nó nhá. Dòng nguồn điện là 220V AC đấy, nguồn điện lưới đấy, 220 đến 240V nha. Công suất của nó là 1500W nha. Còn bên này là ký hiệu gì? Bên này là 2009. Đấy. Cái này mình không quan tâm, mình chỉ quan tâm một cái nguồn điện áp và gì và cái công suất của nó. Đấy. Rồi. Mình sẽ các bạn quen như mình quen, mình không cần cầm này đi, mình ra ngoài cửa hàng mình mua cũng được, nhưng mà các bạn không quen các bạn cầm luôn cái này đi. Kích thước chu vi này, đường kính này đấy, hoặc rồi là công cái thông số này 220V, điện áp 220V và công suất 1500W, các bạn ra đem ra cửa hàng các bạn mua cái này chắc mấy chục nghìn thôi, không đắt đâu, khoảng mấy chục nghìn. Rồi cầm ra mua. Còn bây giờ mình sẽ thử ở đây cho bạn xem nhá. Cái này là hỏng mình bỏ ra ngoài nhá. Bây giờ mình sẽ thử chỗ này, để chứng minh cho bạn là lỗi do cái bóng. Đây cái dây này mình bỏ ra ngoài, hai đầu dây này đấy, hai đầu dây mình vừa cắt đây mà. Đấy, các bạn nhìn rõ không? Bây giờ mình sẽ gọt gọt đầu dây này, gọt để thử vào cái bóng kia cho bạn xem. Đầu này hơi ngắn, dây hơi ngắn nên là hơi khó cắt.
thấy gọn này và tí quạt nó quay nó chạm vào đây, mình phải cho gọn vào đây. Rồi bây giờ mình thử nhá. Bây giờ mình sẽ dùng một cái bóng đèn đấy, mình lắp vào đây xong mình kẹp hai đầu, kẹp vào hai cái dây mà mình vừa cắt ở trong cái bóng kia. Đây, mình vừa cắt xong mình đã gọt vỏ, bây giờ mình kẹp vào đây. Đấy, mình lắp một cái bóng đèn đây. Mình không chuẩn bị được bóng nào khác, mình dùng cái bóng này nhá, bóng này cũng được này. Chuẩn bị được cái bóng sợi đốt khoảng 60W đến 100W là ok, nhưng mà mình có mỗi cái này thôi. Để đây nhá. Bây giờ mình sẽ cắm điện, mình bật thử cho bạn xem nhá. Đây này, bạn dễ quan sát này, để như nào. Đây mình sẽ nhớ cái tay này, chỗ cái nút này, nút nguồn này, xong mình để xuống đây thì mình chỉ bấm thôi. Đấy, xong mình phải ấn cái công tắc này nữa, cắm điện này. Bật điện lên này. Ấn công tắc này này. Đấy, điện nó báo kêu tít rồi nhá. Bật lên này, bật công tắc lên này. Bật công tắc này. Đấy, quạt quay. Đấy, đèn sáng. Các bạn thấy không? Đèn kia sáng kìa. Đấy. Tắt đi. Đấy, như vậy là cái bệnh này mình đã chuẩn đoán đúng chính xác, mình chỉ việc đi mua bóng và mình thay nữa thôi. Đấy, cho mình rút điện ra. Các bạn không có bóng thì các bạn có thể dùng cái gì cũng được, có nghĩa là nó có tải quạt cũng được. Các bạn đấu vào đây xong các bạn bật quạt sẵn, các bạn nhấn cái công tắc an toàn này, xong các bạn bật ở trên đầu này là quạt nó quay, thì là ok, là tất cả cái bộ này hoạt động bình thường. Đấy, nó chỉ hỏng mỗi cái này thôi. Đi mua về mình lắp vào thì cái đầu sợi dây của cái bóng mới nó sẽ dài ra, có thể là mình đấu ở đây cũng được, xong mình dùng cái băng cái keo cách nhiệt, keo cách nhiệt mình quấn vào đây. Đây này, dạng keo như này, dạng ống như này, ống cách nhiệt này. Đấy, còn không các bạn tháo hẳn cái tháo nắp ra, các bạn đấu cái chân dài ở trong, đấu tận trong gốc của nó. Đấy, thì mình sẽ đi mua và mình xử lý tiếp nhá. Mình tạm dừng video đây. Đây là cửa hàng vật tư ở ngoài chợ Rời, ở chỗ mà mình hay mua đồ để về sửa chữa đấy ạ. Đây, hôm nay trên đường đi làm về mình có ghé cửa hàng vật tư mình mua đây. Đây cái cũ của nó này, cái mới của nó này. Đấy, cái thông số của nó mình quan tâm hai thông số này nhá. Đấy, số điện áp này, chỉ số điện áp và chỉ số công suất. Đấy, hai cái chỉ số đấy mình quan trọng nhất. Đấy, điện áp và công suất cũ này, điện áp công suất mới này, nó bằng nhau này. Đấy, còn cái sợi dây đi rồi. Đấy, mình bỏ ra ngoài. Cái bóng đèn mới này, cái dây nó còn nguyên này. Đây, nó dài như này nhá, hai đầu dây nó dài như này nhá. Mình sẽ tháo ra cái bìa này để giữ cho nó khỏi vỡ này. Đây, tháo ra hai cái đầu này nó dài này, hai đầu dây nó dài này, dùng để nối vào trong tận gốc của cái bo mạch ấy. Thế nhưng mà bây giờ mình sẽ nối từ đây thôi nhá, đỡ mất công mà. Còn các bạn muốn nối từ tận gốc thì bạn tháo đều ban ốc này, 1 này, 2 này, 3 này, các bạn tháo ban ốc này ra, tháo cả con ốc ở đây nữa. Con ốc ở đây cách tháo như nào không thôi bạn xem nhá. Con ốc ở đây cách tháo như nào, tháo là tháo mình để cái cánh quạt này nó quay như này ấy. Là nó đây này, úp vào như này này, là đây nó gió nó ở đây,
gió là phía này, nó đẩy gió theo phía này, nó quay theo chiều kim đồng hồ nhé. Cánh quạt quay theo chiều kim đồng hồ thì con ốc này nó phải ngược chiều kim đồng hồ. Nó ngược chiều kim đồng hồ để làm gì? Để khi nó quay nó không bị rơi ốc ra ngoài, thì khi mình vặn vào phải vặn ngược chiều kim đồng hồ đấy. Bây giờ mình muốn tháo mình phải tháo xuôi chiều kim đồng hồ đấy, tức là mình tháo theo chiều này luôn, tháo theo chiều kim đồng hồ luôn, tức là mình giữ một tay giữ cánh quạt này, mình lấy cái cờ lê hoặc là cái kim, cả cái kim cũng được. Các bạn mua cờ lê thì các bạn không có cờ lê thì các bạn dùng cái kim này cũng được. Các bạn vặn theo chiều kim đồng hồ nhé. Đấy, vặn này tháo ra, tháo cái nắp này, tháo cái cánh quạt ra, xong mình sẽ nhấc cái mâm này lên, nhấc cái mâm nhỏ lên để mình đấu cái đầu sợi dây này vào, đấu đầu sợi dây này vào trong gốc của cái bo mạch ấy. Đấy, nhưng mà bây giờ mình đã cắt đây rồi, mình không tháo ra nhá, mình không tháo này ra, mình sẽ cắt đây, mình đấu ở đây thôi, ví dụ mò hàn để hàn vào. Đấy, cắt sợi dây từ đây nhá. Đấy, cắt từ đây thôi. Dài một tí để đâu nó dễ. Đây, mình đã gọt hai đầu để cái kim loại này ra nhá. Gọt cái miếng, gọt cái vỏ bên ngoài để cái kim loại này sẽ nối vào kia. Mình sẽ dùng mỏ hàn mình hàn. Cái này phải cắt thêm để dễ nối. Đây, mình cắt cái đoạn nguyên này, nguyên nhiệt này. Mình sẽ luôn vào đây. Mục đích để tí nữa mình sẽ đốt cái nguyên cho nó co lại. Co lại chỗ mình nối ấy. Đấy, co lại để nó bịt cái đầu mình nối đi. Nó vừa cách điện vừa cách nhiệt luôn. Xong mình bắt đầu mình nối vào nhá. Ví dụ mỏ hàn. Cảm ơn đấy. Đấy, cho nó nóng. Nối tiếp sợi này. Mình sẽ dùng nhựa thông này mình chấm vào.
hàn nhá, mình kiểm tra lại mũi hàn cho nó chắc chắn. Kiểm tra kỹ mũi hàn chắc chắn vào đã. Đấy, thì mình sẽ luôn ống quen vào đây, một cái ống quen vào không to bạn nhìn nhá. Đây mình bật điện sáng bạn xem nhé. Đây bật điện sáng đi. Đây mình sẽ luôn cái ống quen mình vừa nhét vào, bây giờ mình sẽ luôn vào. Đấy, ống quen này là ống quen cách nhiệt và cách điện luôn. Đấy, hai bên luôn nhá. Xong mình sẽ dùng bật lửa này, mình đốt cái ống gen. Đấy, đốt cái gen cho nó co lại. Vướng cái mình vòng tay ra là vướng, các bạn nhìn rõ luôn. Rồi mình đốt cái ống gen rồi, tắt điện rồi, bật quang nhé. Đấy, mình đã đốt cái ống gen. Ống gen này là ống gen nhiệt. Đây, ống gen này là ống gen nhiệt nha. Khi mà mình đốt thì nó sẽ co lại, nó co lại, nó bao bọc cái chỗ mình vừa nối đấy. Nó vừa cách điện này, vừa cách nhiệt luôn nhá. Đấy. Rồi bây giờ chỉ việc nắp vào nữa thôi. Mình sẽ vệ sinh nó một tí. Vệ sinh cái sơ này đi tí nhá. Rồi sau khi mình vệ sinh ấy, thì mình sẽ gài cái này vào, gài cái nẫy này vào. Cái nẫy giữ bóng mà. Đấy, gai vào xong mình phải chỉnh lại cho cái này nó tròn đều mà cái quạt này nó quay nó không bị vướng vào cái bóng nhá. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ thử cho bạn xem. Mình sẽ cắm điện thử cho bạn xem nhá. Bỏ hàn xong rồi rút ra. Cắm điện thử này. Đây, mình sẽ tìm vị trí cái nút đây, nút công tắc của nó ở đây nhá. Ấn cái nút công tắc an toàn trước này. Rồi nó kêu đi thế này. Thì bấm đây nhá. Đấy nó quay này. Đấy nó sáng nhá. Tắt đi này. Đấy. Rồi ok. Bây giờ mình lắp cái miếng mình lắp cái này vào. Xong mình sẽ dùng một cái mẻ thịt mình quay thử cho bạn xem nhá. Mình nướng thử cho bạn xem nhá. Đây sẽ nấu quả
quanh cái bụi quẩn đi. Rồi kiểm tra những con ốc này xem nó có bị lỏng lẻo hay không, mình siết vào luôn. Đây, lắp cái lưới bảo vệ bóng nắp vào. Rồi, thế là mình đã lắp xong nhá. Bây giờ trước khi mình trước khi mình sẽ thử lại bạn xem một lần nhá. Đấy, bật điện lên này. Thế này lắp hoàn thiện rồi đấy. Thì mình chỉ bị thử xong rồi mình nướng thôi. Những công tắc an toàn này này. Bật này. Đấy, bật rồi nhá. Đấy, được rồi nhá. Ok. Rồi, thả ra. Cái an toàn này thả ra là tự ngắt nhá. Trong trường hợp nó đang quay mà mình mở cái nắp lên thì mình là cái công tắc an toàn bị thả ra, là nó tự ngắt, gọi là công tắc an toàn. Rồi bây giờ mình sẽ thử cho bạn xem. Đây cái nồi của nó này. Đây là cái khay chuyên để đồ ăn để nướng nhá. Mình bỏ đây để cho nó đỡ bẩn. Cái trong này đang cái khay có khay nữa nhưng mà mình cứ bỏ vào đây. Đây là đồ ăn mình đã chuẩn bị ướp sẵn rồi để nướng thử nhá. Cho mình miếng để nướng thử nhá. Thịt các bạn, đây, thịt cắt khúc như này này. Đây. Đây hai miếng đi, hai ba miếng nhỉ, ba miếng nhá. Đủ mẻ. Đây, chỉnh ngay ngắn lại. Đậy nắp lại. Đấy, nắp vào. Tắt đi đã. Mình sẽ cài đặt. Mình sẽ cài đặt nha. Đây là nó để 200 độ này. Để hẹn giờ này, chế độ này. Đây là đang 20 phút, 10 phút, 180 độ này. 12 phút, 25 phút, 160 độ này. Các chế độ này mình có thể hẹn ở đây nha. Lên xuống đây nhiệt độ nha. Xuống này, đấy. Lên này 200 độ này. Đây là cái nút này rã đông này, mình không rã đông mình không bấm nhé. Hẹn giờ đây thì đây nó đang là đấy, mình lên xuống đấy cho nó 10 phút nhé, 10 phút hẹn giờ 10 phút nhé. Bấm này 200 độ 10 phút để quay cái để nướng cái thịt ở trong này nhé. Bấm này đấy, nó đã nướng rồi đấy. Mình sẽ cho cái máy quay xuống các bạn xem nhé. Đây đang nướng đây các bạn. Đấy, bây giờ đến số 6 các bạn nha. Đấy, mình cứ để như này, nó tự quay, nó tự nướng, nóng đến nhiệt độ giới hạn của nó tự ngắt bóng đèn, ngắt nhiệt. Khi mà nhiệt nó hạ xuống, chúng lại tự bật để tăng nhiệt lên. Đấy, đúng như mức cài đặt của mình này. Rồi mình sẽ chờ 6 phút nữa. Trong quá trình chờ này có khi mình tạm dừng video để đỡ tốn thời gian, video đỡ dài các bạn ạ. Đây báo còn 2 phút nhá, còn 2 phút mình chờ nó xem nó như nào nhá. Các bạn có thể nhìn thấy cái bây giờ nó đã sủi bọt, nóng nó sủi lên rồi, nó đang chín nên nó sủi lên luôn này. Đấy. 1 phút nữa sắp được rồi.
đây miếng thịt bên dưới nó bị nóng, nó sủi tăm bên này. Rồi hết hết thời gian để xem nó tự ngắt nhé. Đấy, nó là hết chu trình của nó nha, tự ngắt của nó báo đã xong nha. Giờ mình sẽ mở ra xem. Mở ra xem này. Ôi miếng thịt có khi là chưa chín lắm. Bây giờ mình sẽ dùng đũa mình ngật lên. Ngật lên thử nha. Khi mình phải quay thêm 10 phút nữa bạn ạ. Đấy, dày quá mà. Quay thêm 10 phút nữa. Khi mình bỏ cái mình sẽ bỏ cái nóng đó. Hơi nóng. Bỏ khay to ra. Trơn, quay là trơn đít không ấy. Đây, cho mỗi khay nhỏ vào. Khay nhỏ vào. Khay to bỏ ra ngoài. Khay nhỏ vào. Đây, mình sẽ quay thêm 10 phút nữa nhá. Bật lên này. Đây là báo 15 mình kiểm soát nó 5 phút thôi. Đấy, 5 phút thôi, bật khởi động. Rồi mình sẽ chờ nó. Trong quá trình chờ mình sẽ tắt tạm dừng video ở đây nhé. Rồi, như vậy là nó báo đã xong nhá. Bây giờ mình sẽ mở ra, mình mở ra kiểm tra này. Đấy. Khá là ngon này các bạn ạ. Vừa chín tới này, mình sẽ dùng dao mình cắt ra. Chấm gia vị. Đấy, cắt ra chấm gia vị. Rồi có tí bia này thì tuyệt vời. Đấy. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách sửa cái lò nướng này. Nó chỉ bị mỗi cái đèn này thôi. Đấy, cái đèn đốt nóng ấy. Đấy. Mình đã kiểm tra một cách thủ công, không cần dùng đồng hồ và không cần dùng gì nó cao sang cả, mình chỉ dùng vài phương pháp nội trừ mình đã sửa được cái bóng này. Thay cái bóng này, sửa cái lò nướng này. Rất đơn giản như vậy thôi. Mình chia sẻ lên đây để mọi người không chuyên ở nhà chúng ta có thể hỏng bất cứ thứ gì nó lặt vặt như này, đỡ phải gọi thợ. Đấy. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi.